Mở thẻ thì toàn mìn. Đập thẻ lại toàn xịt. Lối đi nào cho các anh em bình dân chúng ta đây nhỉ? Ngoài việc chăm chỉ làm các nhiệm vụ free, xem giải dinh cốt, cày CP và TC trong game, thì việc build một đội hình thực chiến với giá trị thị trường chuyển nhượng không cao nhưng tính chiến đấu cao cùng một bộ sơ đồ chiến thuật hợp lý là điều mà tất cả các anh em chúng ta đều sẽ quan tâm. Vậy thì ngày hôm nay, Bình Minh tôi xin phép được múa rìu qua mắt Thạch Xanh với team 23 Hardworker phiên bản hàng dạn, chỉ với 200 tỷ BP là nguyên team rồi nhá. Đi kèm với đó là một bộ chiến thuật cầu thủ vừa khít để anh em có thể leo danh hiệu quả. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, bắt đầu thôi. Team này thực ra là có mấy cái con mùa Hardworker, ví dụ như con Dia các thứ, sự kiện va nữa, ừ đấy, con Dia các thứ là đáng ngon. Nick này chỉ có bán thì phải nhượng thôi mà anh em, kiếm cái thẻ giảm thuế các thứ đấy, làm nhiệm vụ. Matthew Nunez này là hàng Man City đấy, hàng đã được qua kiểm duyệt của Pep Guardiola, nghiệp dư một. Danh này cái là danh bố còn được đồng đoàn à. Sanabria, con này đá hay anh em. Chưa. Van der Sar với chúng tôi à. Trời ơi, quả creative run quá hay rồi anh em. Đi chết. Ngon được đấy. Đây rồi. Em xua. Chắc là danh lỏ thì vẫn đang còn hai. Sanabria. Đây rồi, Enzola. Enzola. Yo 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 yo. Wataru Endo này. Trời ơi. Ông đối để ông tự dạt ra cho mình ghi bàn đi. Ui ghê. Anh em giúp mình nhá. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ. Hôm nay là ngày đi làm rồi đúng không? Đi làm bù đúng không? Ừ. 1, 2, 3 hảo hảo này. Rồi. Hello các anh em, chào Lê Phong. Yeah, Dino. Garcia. Garcia. Hơn 20.000 tỷ ở trên hòm đồ thôi. Còn đội hình tôi đá thì là 200 tỷ. Làm cái team Hardworker cộng 5 mà, vì team này nó chưa có huấn luyện viên, nó không có huấn luyện viên kỹ năng ấy ạ. Cày chay cho nó lên. Yo, yo 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 yo. Rồi. Anabria. Yeah. Sanabria. Sanabria. Siêu tiền đạo Sanabria của chúng tôi. Cái nữa là anh em mà muốn đá ngon thì anh em nên dùng những cầu thủ ngon về mặt AI, tức là quốc dân đó các bạn. Và muốn đổi gió thì đá như tôi.
Enzola, ui rồi siêu tiền đạo Enzola sút kìa, sút là ngấy đéo chịu được. Trong tấn công và phòng ngự lúc nào mình cũng nên đủ quân số. Đánh đầu, người ghi bàn là Matthew Nunez. Đúc thủ này, không lao vào nhá, không lao vào khi mà đội bạn đã chưa về đến 30 mét cuối sân. Cứ như thế cho mình đi, thì các bạn cũng sẽ hạn chế bàn thua nhiều lắm rồi. Anh em thấy tôi cầm con Endo, tôi cứ chạy vào giữa cái đường passing lane giữa thằng Fabregas với thằng Percy ấy. Tôi cứ chạy vào giữa đấy, thế là không truyền ngắn được, bắt buộc phải truyền kiểu khác. Thôi xong rồi. Xong rồi. Còn mình còn nhiều thể lực mà, đá đi em ơi. Lino. Lino. Dino. Yeah, Sanabria. Siêu. Anh em lại cho mình xin một vote nha anh em nhá. Anh em cho tôi xin một vote nha. Rồi anh em hỏi gì tôi trả lời nào. Lino. Tốc độ thần sâu Lino. So. Garcia, ôi trời sút lỏng thế. Đi sút lỏng ạ. Nhưng cậu tám mạnh hơn Icon hả anh? Mạnh hơn đấy. Icon thì ông sẽ phải hy sinh 3 vị trí. 3 vị trí bao gồm thủ môn và hai con hậu vệ cánh đúng không? Đúng không? Thế thì bây giờ đội bạn nó hơn mình 3 vị trí. Coi như khác gì mình lấy 8 đấu 11 đâu mà chả thua. Thủ môn của mình đầu tư cũng lòi mồm ra đúng không? Chỉ số có 100. Thủ môn đội bạn chỉ số nó 103. Nó hơn đến tận 30 chỉ số. Mình sút gãy tay không vào. Nó sút bòm cái vào. Khác biệt chứ. Buendia, cầu thủ Barcelona đã từng muốn bỏ ra 30 triệu để chiêu mộ. Garcia, cánh lên em ơi. Đây rồi. Enzola, Enzola. Ui. Ui. Im cục đấy, chịu được ạ. Enzola. Sanabria, siêu. Ngay cả anh em chơi mấy con như là Rooney, CC các thứ giá cũng có 40. Thế đá là thế là được rồi. Tăng tăng nhiều, cái con nó quá đắt tiền làm gì đâu. Chỉnh thủ môn với chúng tôi à. Ulusevski. Đỡ bước 1 mà không huấn luyện viên đỡ bước 1. Sanabria. Sanabria. Yeah. Đây siêu tiền đạo giá 40 đây. Sanabria. Cầu thủ của tôi nè. Tomori đắt nhất đội 90. Hàng mở ra đắt nhất đội luôn. Còn đâu thì toàn đây. Orban nè. 30. Con này chả dùng, con này đấy là cho vào cho nó hay thôi. Con này chạy chậm chả dùng. Pot. Mười mấy đồng. Con này đá CB cũng được nha, cao 1m89, tốc độ khá cao, chỉ số thủ tạm được. Đấy. Kulusevski đã toàn hàng mở ra. Sanabria, úi giời. Tiêu tiền đạo đúng không ạ? Đúng không? Mở ra chơi thôi.
chưa có huấn luyện viên gì. Đây. Toàn hàng lại có như không. Đây. Có như không thôi. Nhưng mà cái quan trọng này là anh em phải có huấn luyện viên kỹ năng làm nhiệm vụ đây nữa này. Cách để làm nhiệm vụ thì cũng đơn giản thôi. Cứ refresh cho đến khi nào nó có nhiệm vụ ngon thì mình nhận. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.